Mình gia tam thiền quyên nội căn cơ pháp nhận duyên hảo hòa. Hôm nay mẹ chuyển một nhà để về họp mặt dung hòa dự duyên. Chúc con đặng được con thuyền dựng tâm tiến bước tầm duyên đạo màu. Con ơi đạo chẳng mong cầu, mà phước duyên có đặng mới xây đầu điện quang. Thì bữa nay cũng có cái nhân duyên là bà con đến thăm, thì thật sự ra mình cũng rất là quý mấy đợi, nhưng mà có đâu có cái gì để mình đáp lại cái công ơn này, cái nghĩa tình này. Thì trong cái thời gian biết tu và được tu thì được một ít chút xíu là cái phước duyên vậy thôi, thì để cũng để chia sẻ với bà con mình, thì gửi qua những cái lời pháp duyên với lại cô. Dạ. Mai Thị Thu. Mai Thị Nguyệt. Mai Thị Nguyệt hả? Dạ. Hữu hình gia tam căn lành, họ mai nay đến với tâm thành duyên tôi. Bước đường đi ngược rồi lại đi xuôi, gặp nhau nhắc lại cái chuyện vui tu hành. Muốn đạt được duyên thành hành đạo, ráng sửa mình hiếu thảo tròn chung. Ngày nay sắp đến cửu trùng, sẽ duyên đạo đức thâm chung một viền. Cầu ơn đức của quyền xây chiền, cho cô hiền đức lửa tiện màng ba. Quyết tâm tu sửa để vượt qua con đường mê thế kỳ ba. Ta không màng để giữ lòng chánh pháp cho nhẹ an, giữ tâm ba cái để mở mang tu hành. Hôm nay cầu nguyện với tâm thành, cầu trên cha mẹ phước dành cho cô, để cô tô điểm nam mô con đường đạo đức, cô điểm tô hành lành. Hoa thì có lá có nhành, cây thì cũng có cội, thì duyên thanh hiệp kỳ. Hôm nay chúc cô đạo được nhu mì, bước đường tu sửa phải tạo ghi trọn lòng, để mình mới khai mở đạo đồng, mới nói duyên chánh pháp thì mới mở lòng từ bi. Hữu hình gia tam quyền di, định phần cho con trẻ kỳ thi trở về. Cho con tạo bồ đề duyên cành, để hiệp kỳ trong anh đạo kỳ ba. Con ơi có mẹ có cha, định phần ra cành để ta giúp đời. Ráng giữ đặng những lời thiên đình,
cho cuộc đời mình chân chỉnh đúng ý. Hôm nay pháp chuyện quyền gì thấy con căn hạnh thực thi mang này. Cha có mẹ có thầy có tổ, mở con đường tu bổ để giúp nhân. Việc đời con ráng tự giữ tứ ân, duyên lành con đạt được phước phần trên ban. Cũng như là đoàn của con Ừ. viếng thăm cô Năm, con để chúc cô Năm. Mô Phật. Rồi. Con không biết gì, có gì Đâu muốn có nói gì bỏ đâu qua con, cô cái Năm. bằng cái tình nghĩa chân thật là quý nhất, không có cái gì quý bằng hết trơn con. Mỗi người mỗi Nam số bay thôi. lâu nghe được cô Năm, mà ngày nay con trẻ mới tầm nó đến đây, nó nguyện cầu nó cha mẹ chuyện xây đạo cho con trẻ mà gặp ở đây cô ở hiền, Mô A Di Đà Phật. để trao môi đạo nhân duyên đạo người giúp được mà tình thâm nơi này. Chứ màn đã cuối mẹ thầy giải biểu mà còn ráng lo tu niệm giữ gìn. Ngày nay gặp được mà đệ huynh tình thăm con trẻ mà mừng cho cô Năm. Nói chúc cho cô được quyền thăm là cây bồ đề để che mở đỡ cho con trẻ ngày nay, để cho con bước đường dài theo cô mà giúp được ngày rày bình yên. Chúc cô mà dẫn dạ trên thiền để đưa rước đạo hạnh cho người từ đây. Ngày nay cũng cha mẹ chuyển xây cho con mà đáp lại nơi đây gặp cô hiền. Đôi lại con trẻ mà thăm quyền chúc cô giữ dạ đạo duyên nơi ở này, đồ cho ba tánh nơi sum dày để ngày mà lập hội gặp thầy với mẹ cha. Nam mô A Di Đà Phật. Nói duyên Đức Phật Thích Ca, nói kỳ duyên đạo cõi ta bà gặp nhau. Tu hành đâu luận thấp cao, duyên kỳ hội ngộ là biết sao mà vui bằng. Chữ duyên hiệp bóng chân căn, chữ tình đạo hữu nó bằng duyên cớ. Ngày nay cũng đến phút giờ gặp người hiền đức duyên cơ cái trở về. Vậy thì phải giữ gốc bồ đề, duyên kỳ hội ngộ đông về mẹ cha. Chúc cho cậu đặng duyên a, kỳ ba màn chót có đà ghi tên. Hữu duyên gặp được kề bên, hòa duyên đạo hạnh chắc bền nội nương. Giữ hạnh đức kỷ cương giao đạo, giữ tâm mình tròn thảo tròn chung.
hôm nay xây bước duyên cùng về đây gặp lại cùng chung một nhà, chúc cầu tất cả hảo hòa duyên kỳ hội ngộ con mà Phật tiên. Không biết giúp giùm. Hô hình gia tam thiền quyến, nội căn cơ pháp nhận duyên hảo hòa, hôm nay mẹ chuyển một nhà để về họp mặt dung hòa dự duyên, chúc con đặng được con thuyền dựng tâm tiến bước tầm duyên đạo màu. Con ơi đạo chẳng mong cầu, mà phước duyên có đặng mới xây đầu điện quang. Hình tâm tướng mạo phải mở mang, ý tâm rang sửa lời vàng tổ tông, để nương theo dấu đại đồng quyết tâm tu sửa một lòng thành công. Mời được Phật. Dạ, mời sư tỷ. Dạ, hôm nay đến gặp cô Năm Gia Duyên, mời sư tỷ ha. Dạ. Nam mô Anh Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nam mô Vô Thượng Hư Không Đề Mẫu Bổn Sư Bảo Mạng Trân Tâm. Dạ thưa cô Năm, Anh Di Đà Phật. Con thì cũng thì mấy lâu nay trên bước đường tu học của con cũng nó cùng thiếu sót chờ tiếp cho khỏe. Hôm nay con cũng đến đây. Trước thì viếng cha mẹ thầy tổ và viếng Tam Bảo sau thăm cô Năm. Anh Di Đà Phật. Xin cô Năm cho con xin một bài. Căn lành mới tỏ ngộ duyên thăm, hôm nay chuyện nghi mới cơ cầm thiên liêng. Hữu hình giả tạm có duyên, đồng thanh tương ứng cụ quyền chuyện xây, cho cô đến tận nơi đây để sửa tâm với lý mới làm thầy nhân sanh. Bởi vì lá thì phải có cành, hoa thì có cội nhanh nhành mới đẹp xinh. Nếu mà đúng thật người quang minh, xem ngồi sửa lại cho mình mới xứng dài. Bởi trên lệnh của liên đài, chuyện cho trăm họ gái trai cái đồng hành. Tu là nhất lý phải thành, đừng mà năm nữa thì duyên lành còn đâu. Nhất tâm để bước qua cầu, nhất tâm để phải thấy đâu ta hành. Tu là phải tâm thanh trí huệ, việc của trần đừng bảo vệ làm chi. Nội nương chánh pháp diệu di, nhất tâm tu niệm thì đường đi mới tròn.
tu là phải chịu mót bòn. Công trình công quả thì công phu phải hành, tu không phải thành trong tâm trí, mà tu rồi mới mở ý từ bi. Bồ đề bác ai mới diệu di, lòng từ mở ngõ thì tâm y phải tròn. Đừng lơ lửng mà còn không hiểu, màng chót rồi đừng biểu, đừng mê, ráng tu theo lối Bồ đề. Tố thầy đã dạy khi về sửa sai, để mình mới xứng đáng trọn vai làm người. Cứ xì thì phai, hai tay hứng Bồ đề. Hôm nay duyên lý cô trở về, nhắc cô phải ráng trọn bề tội trung, đúng lời như thầy tổ giả khùng. Mình tu cũng phải chịu khùng khùng cây điên điên, già dại mới đặng hộ duyên, già dại mới đặng thiên liêng cái đinh phần. Tu hiền phải giữ tư ân, trọn lành trọn sáng thì duyên thân mới tròn. Hôm nay ít ý để gửi con cho cô thấu đạo, duyên con phải hành cơ pháp chuyện duyên thanh đạo phước, ráng tu hành từng bước mới xong. Người tu cố gắng lập công, con đường đạo đức thì phải làm xong cái mạng này. Tu không nghĩ là thầy hay tớ, tu là người mượn dơ để mang. Lúc mà lạnh lẽo gian nan, nhờ đôi dơ âm mà bình an cái niệm hoài. Niệm Phật niệm hoài niệm chẳng có sai, quên Phật một bữa thì hai giai đâu tròn. Người tu ráng mót ráng bòn, trở về với mẹ phải còn hồn thiêng.